cho nên mình coi chuyện này. Hồi nãy Việt Nam có nhảy. Trời ơi, này đợt 2. Ủa, mấy này ở đâu đây vậy? Mấy cái club gì á? Trời, trường này hay là trường nào? Trường này. Mấy bà luôn hát bài Sơn. Thôi chứ tôi muốn làm không vậy? Vô. Anh đi. Anh nào không địa. Rồi anh trống. Vậy anh trống. Cô à. Mấy này ở shop nào vậy? Nhiều lắm. Bây giờ mới không để trường này nữa. Trường này nói quá à. Nói trường này á. Trường này chắc là xưa quá à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mày lo mày lấy cái người là bắt đầu nào nhỉ?